Đây nhá, đây là quả hồng treo gió. Quả hồng treo gió. Rồi đấy, để bóc ra nhá, cho hai đứa ăn nhá. Này bé này, bé này, đấy này, con nhìn thấy này, quả hồng treo gió này đó. Ừ, rất nhiều đó. Đây này, tất cả đây đều là quả hồng treo, hồng treo gió đây. Ừ, để mẹ bóc rồi nha. Ca ngồi xuống, hình như có một quả để ăn thử này. Ừ, thơm lắm. Ui, ngon chưa? Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Để mẹ bóc tiếp nha. Này cho Ca một quả này. Đây cho em này. Ơ, ừ, con ăn từ từ thôi. Trong miệng đang còn này, con há miệng ra lại xem nào. Đó, nhả hết để đánh nha. Hồng treo gió này lúc đầu mà ăn to mà bây giờ treo gió nó mà ăn teo tốt này này. Ngon này, thế tách này nhé. Ôi trời, ngon nha. Ngon bé, ngồi hẳn lên ghế. Ngon, ngon không? Mẹ hỏi là ngon không? Ngon. Ngon à. Ơ, mẹ trái được chưa? Ừ. Đó, đây. Ừ. Từ từ thôi. Ngon rồi. Ngon á, người ta làm ngon á. Cá này nhã hết đi rồi đấy. Dai dai. Ngon ngọt. Ngon đấy. Chưa? Ngon không bé? Con ăn được mấy quả rồi? Ba quả. Quả. Ừ, ba quả. Này Ca, mẹ tách ra cho này. Ca chắc chắn là thích ăn ở ăn cái ruột bên trong này. Đó. Ăn những cái bên trong đó, Ca thích ăn đó. Khốn lắm. Ăn đi nhá, rồi đến chiều mình đi chơi nhá. Buổi chiều đi chơi không? Hôm nay trời nắng mình đi chơi nhá. Để tí nữa đi ra ngoài công viên chơi nhá. Công viên chơi cho mẹ cho hai đứa ra ngoài công viên chơi nhá. Đó. Ca ăn nữa đi. Ca ăn nữa. Con bơm ra. Nhìn này.
Ngon nhờ. Ngọt quá. Hay là mày ra mày cắt củ đậu mày ăn đi, ngọt lắm. Này con ăn được không? Con ăn được không? Con có ăn củ, con có ăn củ đậu không? Mày còn củ đậu ăn nhá. Nhá. Nhảy lên, nhảy lên. Ca, đến đây ngồi ăn không? Đến đây nào. Nè, cầm cái này. Từ từ đặt bếp. Mẹ còn củ đậu ăn cho mát nha. Từ từ. Bé ơi, để im nó là để im nó nào. Đang ngồi xuống đi ca. Ừ, cái này á, ăn mát lắm. Ngon lắm, ngọt lắm. Cái quả hồng treo gió này ăn thấy ngọt lắm. Từ từ. Ngon không bé? Củ đậu. Củ đậu. Còn đó là hồng treo gió, quả hồng treo gió. Ăn đây một con. Ăn no đi để tí nữa con đi chơi nữa nha. Tí nữa con có đi chơi không? Đi chơi công viên nước. Ừ đúng rồi, đi chơi công viên nước. Ngon nhỉ? Để cho Kaka xem, Kaka xem quả hồng treo gió. Ăn đi. Ăn đi tí nữa cho đi chơi nhá. Ngon lắm.